Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Nam Audio 61. Anh em có nhu cầu mua hàng xin vui lòng liên hệ với em theo điện thoại hoặc Zalo 0977885088 gặp Nam. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Trong video ngày hôm nay em giới thiệu với anh em mình một cái đôi loa kèn được tháo từ cái thùng rất là nổi tiếng của JBL, đó là JBL Hatfield. Cái đôi này thì nó thuộc về cái phân khúc cao cấp nhất của cái kèn JBL anh em nhé. Nó có mã là JBL 375. Nó đi kèm với cái họng và cái tán âm zin của nó luôn, rất là đẹp anh em nhé. Đợt này thì về cái họng với cái tán âm quá đẹp luôn anh em. Đôi này nó thuộc hàng sưu tầm cao cấp. Thì anh em mình nếu mà sử dụng những cái hàng này thì cũng có thể biết là cái đôi tán âm với lại đôi họng mà nó đẹp như thế này, hiện tại giá của nó trên thị trường Việt Nam mình, đối với cái đôi tán âm và đôi họng như thế này thì giá của nó đã trên 40 triệu rồi anh em nhé. Anh em mình cứ tham khảo nhé. Đây là đôi tán âm Goldwing và cái họng JBL H90. H89 chứ, H89 anh em nhé. JBL H89 và họng Goldwing L89. Đó. Nó đi kèm với một cái củ kèn. Đó, đi kèm với một cái củ kèn. Củ kèn này là JBL 375. Đời tem hột vịt, đời đầu tiên luôn. Nó tháo thùng nên tình trạng của nó còn cực kỳ mới anh em nhé. Rất đẹp luôn. Cái này mới đúng là hàng sưu tầm anh em nhé. Anh em mình có thể nhìn cái kiềng của nó đây. Nhìn cái kiềng trắng của nó đây. Sẽ biết cái độ mới của nó nhá. Cái này thì em bao cho anh em zin tuyệt đối rồi. Em sẽ bao cho anh em về mở ra kiểm tra thoải mái nhá. Cái này thì nó bên trong thì nó mới như là hàng mới luôn. Đó, anh em mình nhìn cái kiềng là biết nhá. Nhìn cái nước sơn anh em nhé, em soi cho anh em mình nha. Nước sơn này là em chưa có lau chùi luôn. Đó. Đó. Nước sơn còn rất đẹp luôn anh em nhé. Còn cái tán âm này, em rất may mắn em mua được một bộ ở một cái siêu thị. Còn rất đẹp luôn anh em nhé. Nước sơn thì ở đây nó có hơi chóc sơn một chút anh em nhé. Cái này là do vận chuyển về thôi, chứ còn lúc mà tháo ra thì nó đẹp lắm. Rất đẹp anh em nhé. Cái nước sơn này chỉ cần lấy cái dầu dưỡng sơn đó anh em, mình lau sơ một chút là nó bóng như mới luôn anh em nhé. Tại vì cái nước sơn JBL nó rất là đẹp, nó sơn cái ngày xưa nó sơn cái kiểu gì nó lên cái vân rất là đẹp anh em nhé. Riêng cái sơn này là nó độc quyền luôn, không có ai có thể làm được anh em nhé. Tán âm đợt này về rất đẹp luôn, chắc có lẽ là khó có cặp nào Việt Nam đẹp như cặp này anh em nhé. Riêng cặp họng với tán âm mà nó đẹp như thế này thì anh em mình chơi cái này thì biết rồi. Đây em mua còn cả phiếu mua hàng bên kia đây. Nó một bộ đủ luôn JBL L89 H89 375 đây anh em nhé. Đây là cái phiếu họ gửi hàng nè. Cái hóa đơn bán hàng nó nằm ở phía trên đây nha. L89 H89 375 anh em nhé. Đó. Rất đẹp luôn cái cặp này thì nó là hàng sưu tầm, mà hàng giá trị cao. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em. Đương nhiên nó hát cực hay rồi. Nhân có cái phân tần kia, anh khách quen của em anh lấy, nhưng mà một hai bữa là anh mới ghé anh lấy được. Thì em mượn em test luôn cho anh em nghe nhé. Nó cắt ở 800Hz. Cắt 16 ohm 800Hz thì đương nhiên đôi kèn 375 thì nó hát rất hay rồi anh em nhé. Nói chung thì anh em mình về chỉ cái sưu tập nó về rồi nghe thôi, chứ còn về cái độ hay của JBL 375 thì nó giống như là hoa hậu thì đương nhiên phải đẹp rồi anh em nhé. Anh em mình nghe thử một đoạn nhé. Ngày chưa nhập ngũ, anh hay dẫn em về vùng ngoài ô có bông mây. Ở đây em vắng thưa người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nến khói sương giăng nỗi cỏ quên. Tóc mây thơm mùi cỏ
trần gian với những ưu tư. Có mây đang gấu chân tròn, đường tim bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ trôi. Đường hành quan nắng cháy xa người, tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời. Nhiều khi trong giấc mong mỏi kêu tên em, kêu chỉ một tên. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bầy nhân gian. Để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần, ngủ trên cỏ mây. Thường khi vào tối nhớ hương mai nhớ cả người. Bên ngoài nó hơi ồn, nó có tiếng mưa anh em nhé. Thì cái đôi này nó nghe thì nó hay tuyệt vời rồi anh em. Nó nằm trong cái thùng loa giá trị nhất của thằng JBL, JBL Hatfield anh em nhé. Mà em lại may mắn em sưu tập được nguyên một bộ của nó về đây. Anh em nào mà muốn sưu tầm lại bộ này thì liên hệ với em nha. Đương nhiên thì anh em lấy nguyên bộ thì em sẽ có giá tốt cho anh em nhé. Thì anh em mình cũng tìm hiểu rồi, những cái củ 375 mà đẹp như vậy mà đời tem hột vịt thì nó rất là đắt tiền. Chưa kể cái họng tán âm này nữa. Rất là cao cấp, rất là đắt tiền anh em nhé. Nhưng mà nó rất là đáng giá anh em. Đó. Ở bên Nhật thì những cái hàng nào mà nó đẹp thì giá nó rất cao anh em nhé. Đó. Anh em mình thì chơi cái này tìm hiểu thì chắc cũng biết rồi. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo điện thoại Zalo 0977885088 gặp Nam. Thì cái cặp này tại vì nó về nguyên một bộ, nguyên một series như vậy, em ưu tiên anh em nào mà mua hết nha. Thì mua hết về mình, về mình trưng bày, về mình trưng bày rồi mình thưởng thức thì nó có giá trị nha. Thì chắc 1-2 tuần sau thì nếu như mà chưa có anh em nào chốt hết cái đôi này á, thì em sẽ tách ra em bán lẻ được cho anh em. Em sẽ bán lẻ anh em nào cần tán âm, cần họng kèn, cần củ kèn em sẽ bán lẻ nha. Hiện tại thì em ưu tiên anh em nào mà lấy nguyên bộ như vậy. Thì nói chung một bộ mà nó về cùng một lúc như vậy rất là khó anh em nha. Nhiều anh em muốn sưu tập một bộ như vậy cũng rất là khó. Lúc mình mua được cái củ, lúc mua được cái họng, lúc mua cái ấy mà nó lập khập khễnh nó lại không liên quan đến nhau. Đó, cho nên em thì về được nguyên một series anh em thấy không? Còn cả trong phiếu gửi hàng luôn. Đó. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ với em theo điện thoại Zalo 0977885088 gặp Nam. Mà đặc biệt nó còn một cái này nữa, cái họng, cái tán âm thằng này nè anh em. Tại vì có một số nhà họ đặt ở cái nào mà nó gần cửa sổ nó hay bị phai màu anh em nhé. Nhưng mà đặc biệt cặp này thì nó lại rất đều màu anh em. Màu nó còn rất là đẹp và rất là đều màu luôn, không có bị lệch màu nhiều anh em nhé. Hầu như không có lệch màu luôn chứ không phải lệch màu nhiều nữa. Hai cái bên nó đều rất là đều màu nhau. Kể cả họng kèn, nó họng kèn thì nó nằm phía bên trong thùng thì khỏi nói rồi. Họng kèn với củ kèn nó nằm bên trong thùng thì nó rất đẹp rồi, nhưng mà cái tán âm này nó lòi ra bên ngoài. Thông thường thì những cái loa mà nó lâu lắm rồi, thằng này đời tem hột vịt thì nó phải 50 năm rồi. Thì thông thường là nó sẽ có một bên nó phải phai màu nhiều hơn, nhưng mà thằng này, cặp này còn rất đẹp luôn. Rất đáng để anh em mình sưu tầm nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã dành thời gian xem video. Dạ, em xin chào anh em.